Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Rồi chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bô Sa Trường Thi. Rồi giới thiệu quý anh em một cây hải châu hàng chân rễ, cây cũng khá là đẹp, hàng chân rễ cũng khá là nghệ thuật quý anh em. Cây này thì đặc biệt nó mà lại không có mạch cắt quý anh em, nó cũng có mạch cắt nhưng mà nó rất nhỏ nha. Rồi, cây này mà size một người bên nặng tay một xíu. Rồi quý anh em xem tổng thể cây, cây cũng để cho trái nha. Rồi, tuy nhiên thì Trần Thị làm lại tại vì nó quá là ôm tùm, bỏ bê một thời gian nó cũng chỉ cần nó cũng ôm tùm quá nên là sẽ làm lại. Thì hiện tại nó cũng có một kho, một số kho và một số trái nha. Dòng này dòng khai thác dòng lá rất đẹp và cũng khá là xuyên hoa xuyên trái. Mời của anh em xem tổng thể cây, cây cũng khá là hay. Mời của anh em xem tổng thể nha. Rồi, cái này thì thông số hoành, tính hoành cái bệ rễ nha của em, hoành hoành bệ rễ nha, 53 của em, 53. Thì cái này tính chiều cao từ mặt chậu đó là 50 nha, và phụ tán là 47 nha. Cái chậu này là kích thước mặt cho này 35 này, dưới là 44 này, chiều ngang thì 26 và 35. À, chiều cao thì nó khoảng 14 nha, khoảng 14. Cây cũng khá là hay của em. Mời bên em xem cái phần chân rễ. Tất cả những cái chân rễ này là đều là sống hết nha của em, đều sống hết. Cũng khá là nghệ thuật. Cây thì cũng rất là dễ cho hoa trái nha. Đây, còn một số hoa một số trái đó. Do một thời gian cũng không có làm kịp cho nên là cây nó ra âm tùm. Nên là Mình xin thi để làm lại chứ cả. Cây ổn định, ok rồi, bắt đầu bứt hoa. Cây này nó vẫn tiếp tục cho hoa nhiều nữa nha, tại vì cây này nó rất là già rồi. Tuy chỉ cành là cũng tương đối nhưng mà nó lại rất là già cây. Bên em cứ xem tổng thể cây. Cây này giao lưu của em giá 8 triệu rưỡi với đi, 8 triệu 500k nha, bao ship. Những cốt này thì giá cả nó tương đối với em, những cốt này thì chỉ còn tồn 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 lại thôi, chứ những cái cốt như này thì khai thác là hầu như không còn nha. Những cây này siêu tầm về nó cũng giá cả nó cũng khá là tương đối. Bên em xem tổng thể cây giao lưu của em giá 8 triệu rưỡi bao ship cả cây cả chậu, ship tận nhà, ship toàn quốc. Bên em hợp ý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. Mình xem thì luôn kính cái màn hình nha. Một cây hải châu hàng chân rễ nghệ thuật, cây một người bên nặng tay một xíu, đang cho hoa trái luôn. Rồi, 8 triệu 500k bao ship. Rồi, một dòng cây quen thuộc giới thiệu với anh em một cây hải châu, một cây hải châu dáng cực kỳ cây nhưng mà khá là quái cây nha. Rồi, mời anh em xem tổng thể cây. Cây này có đường thân rất là quái nha của anh em. Cây này có đường thân rất là quái và một cái chậu men rất đun Trung Quốc. Chậu và cây cũng tương đối mà khá là phù hợp rồi. Cây này làm theo lối cắt dập cho nên là nó cũng đua cũng khá là lâu, đua cũng khá là lâu mới được cái bộ tàn như thế này. Rồi mình sẽ thấy đâu một vài thông số của nên tham khảo nha. Rồi cái này có quanh quanh cái cổ này là được 17 nha, 17. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu là 50 và phụ tán là 65. Chậu này là chậu vuông, kích thước 23 và chiều cao chậu là 31. Rồi, mời bữa em xem gần hơn, chúng ta xem cái bộ đế của cây trước nha. Đây, bộ đế cây này. Đế cây nó có ba chân này. Cây này rất là vững, cái bộ đó rất là vững vững nha. Ba chân cực kỳ mạnh. Đây có một cái lỗ thép, lỗ rin. Về chi cành thì tương đối ok rồi. Làm là lối cắt giật của em rất là hạn chế, rất là hạn chế kiểm. Chi cành ok lắm nha. Những cái chi cành như này người ta làm cũng khá lâu của em, làm khá lâu. Và cái cần đổ này người ta nuôi xuống một xíu nữa, cành nó sẽ đẹp. Ta nuôi xuống tầm 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 này,
xuống tầm khoảng 15-16 phân nữa là nó đẹp nha quý anh em. Ta để dài ta nuôi, để dài ta nuôi. Cây cũng khá là hay. Rồi, của anh em xem thêm một lần nữa. Cái này bộ sành thị chào giá giao lưu của anh em là 8 triệu 800k bao ship. 8 triệu 800k. Bao ship cả cây cả chậu nha. Của anh em hợp ý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. 8 triệu 800k bao ship. Cả tay cả chậu ship tận nhà ship toàn quốc. Bộ sành thị phát sóng nhiều lúc 19 giờ, mời của anh em đón xem. Với những cây nào thì của anh em gọi điện trực tiếp thì các bạn thông qua số Zalo. Rồi 8 triệu 800k bao ship.